Vì sao nên sống ở nội thành? Trừ khi bạn dưỡng già, cần nghỉ ngơi hoặc công việc, hoàn toàn không cần đến trung tâm thành phố. Còn lại nên sống ở trung tâm nội thành. Bạn hãy tưởng tượng xem, vào sáng sớm là thời điểm khí dương mạnh, thể lực và tinh lực ở mức cao nhất, mà phải hao tổn nguyên khí để di chuyển khá xa. Khải Toàn ví dụ, mỗi ngày bạn đi làm, bạn sử dụng sức lực dồi dào vào sáng sớm để chạy xe cả giờ đồng hồ mới đến chỗ làm. Mọi sinh lực của bạn có phải đã lãng phí trên xe hay không? Rồi chiều tối khi mệt mỏi, mất thêm một khoảng thời gian mới về được đến nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, hãy sống khu vực nội thành, không nên sống ở ngoại thành, nơi khá xa công việc của bạn. Đây chỉ là lời khuyên, tùy vào sở thích, nhu cầu riêng của mỗi người khác nhau. Trường hợp khác, một anh gia chủ có ba mẹ nhà ở quận 1, nhưng anh ta vẫn lựa chọn một căn nhà ở khu biệt thự An Điền để sinh sống. Đặc thù công việc không cần phải vào trung tâm mỗi ngày, nếu di chuyển thì từ nơi này không quá xa trung tâm. Nhưng chính nếu anh ta cần một môi trường sống yên lành. Vì thế, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Người có vận may đi đến đâu, ở đó cũng trở thành mảnh đất lành. Vì thế có câu, đất phước người phước ở, người phước ở đất phước. Hướng nhà phải tránh hung tinh, chủ ý nói về cô thần chủ về kiện tụng thị phi. Thị phi là gì? Thị phi là cỏ rác. Nói lời thị phi là tạo ra rác, nghe lời thị phi là thu rác vào. Nguyên nhân thứ nhất dẫn đến kiện tụng thị phi của mỗi năm là do sao Tam Bích, là phi tinh ngán đường. Ví dụ 2022 sao này ở hướng đông, 2023 ở hướng đông nam của ngôi nhà, 2024 ở tây bắc. Sao Tam Bích thị phi này gặp phải hỏa sẽ hóa giải ngay. Vì thế khi tìm được vị trí của sao Tam Bích của mỗi năm, cần bài trí đồ vật thuộc hỏa để hóa giải. Tuyệt đối không nên có vật thuộc hành mộc, ví dụ nhiều cây cối, nhiều đồ gỗ, chuồng thỏ mèo và cả giày dép cũ. Nếu bạn vướng vào kiện tụng thị phi trong một thời gian dài, nên treo một bóng đèn nhỏ màu đỏ là được. Ban đêm nhớ bật đèn. Khả năng thứ hai dẫn đến kiện tụng thị phi là vô tình thúc đẩy một vị tinh tú được gọi là vong thần. Vị tinh tú này vượng nhất vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Để tìm ra hướng nhà, nên kết hợp tuổi cầm tinh của nam hay nữ gia chủ là có thể tránh được kiện tụng thị phi. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình, ví dụ người tuổi Dần, Ngọ, Tuất, kỵ nhà ở hướng Tỵ, tầm 142 cho đến 158 độ đông nam. Nếu ba tuổi này ở nhà có cửa ở các hướng này sẽ phạm phải kiện tụng thị phi. Tương tự các tuổi còn lại, thị là tốt, phi là xấu, nói nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn. Nếu bạn vướng vào thị phi, Khải Toàn chân thành khuyên hãy tu pháp nhẫn nhịn. Mắng nhiều miệng chẳng thơm tho, quả thật như vậy. Nếu trước đây dính vào thị phi, rất dễ bị lôi kéo vào vở diễn của người khác, rồi hùng hồn lao vào khẩu chiến với tất cả những người mình không hề hay biết, mình không quen biết trên mạng xã hội. Thế là vô tình đắc tội với nhiều người mà không hay. Sau này nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật hồ đồ và hối hận. Vì vậy, lùi một bước biển rộng trời cao, ăn ngon mặc đẹp, tại sao không lựa chọn lời hay ý đẹp?